Cảnh sát khám xét tỉnh thất Bồng Lai. Như Tiến Phong đã đưa tin, liên quan tới sai phạm xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai, cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người, cho tại ngoại 1 bị can. Cảnh sát cũng đã khám xét hộ bà Cao Thị Cúc, nơi đặt tỉnh thất Bồng Lai. Sai phạm tại tỉnh thất Bồng Lai, theo Công an tỉnh Long An, thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai, nên công an đã vào cuộc xác minh, điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan CSDT, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan. Đến nay, cơ quan CSDT Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, và Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995, cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, cơ quan CSDT Công an huyện Đức Hòa cũng bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đều được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn. Hiện vụ án đang được cơ quan CSDT Công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.